thời tiết mưa kéo dài đầu tháng 8 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công. Nhưng với ý nghĩa đặc biệt của một công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đơn vị nhà thầu dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử đã bổ sung thêm 2 mũi thi công. Không khí lao động sản xuất trên toàn công trường diễn ra hết sức nhộn nhịp, khẩn trương. Tại đoạn đầu tuyến nối với quốc lộ 18 dài 3,1 km do Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí làm chủ đầu tư, hiện các đơn vị nhà thầu đang tập trung thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh, lát vỉa hè và hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng. Các đồng chí làm đêm, làm ngày, ca đêm, ca ngày, liên tục. Nhân dân thì nói chung là rất là phấn khởi, ủng hộ, nhiệt tình. Con đường nó đẹp như này mà gia đình mình đang sinh sống ở đây. Và khách du lịch tâm linh chủ yếu là vào trong chùa Yên Tử, đấy, rồi Hồ Yên Trung. Đấy, thì chúng tôi cũng là người dân bản địa, rất là tự hào và cảm ơn Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp. Đối với đoạn 700m cuối tuyến do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, hiện tại đơn vị nhà thầu đang tập trung thảm nhựa mặt đường và lắp hệ thống biển báo giao thông. Đến hết ngày hôm nay thì đã trải thảm được 500m, còn 200m trong ngày hôm nay sẽ trải thảm được lớp 1 và trong ngày mai sẽ trải thảm được hoàn thiện lớp 2, còn các hạng mục liên quan bao gồm có các biển báo và sơn vạch kẻ đường thì nhà thầu sẽ phấn đấu là đến ngày 15 tháng 9 nhà thầu sẽ hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng. Sau gần 2 tháng triển khai, đến thời điểm này, khối lượng thi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử đã đạt trên 90%. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu di tích danh thắng Yên Tử, tạo điều kiện đi lại của nhân dân và du khách.